Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Tin tức giờ showbiz ngày hôm nay với Nhất Bác nên duyên về triệu lộ tư trong dự án phim tình cảm Dương Dương đang hẹn hò. Tin tức giờ showbiz ngày hôm nay liên quan đến dàn sao Hoa Ngự đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao. 1. Sự phát triển của Thẩm Nguyệt xem như cũng khá tốt bởi vì công ty của cô rất coi trọng cô vì muốn đẩy cho cô không ít tài nguyên điện ảnh và truyền hình. Mặt khác, mối quan hệ giữa cô và Mango rất tốt. 2. Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân dù là yêu đương hay sau khi kết hôn, tình cảm thật sự rất tốt. Hai người ở chung nhiều năm như vậy cũng giống như viết tiểu thuyết ngôn tình. 3. Trương Dịch tham gia vào các dự án phim truyền hình không chỉ thu hút đầu tư tốt mà còn bán rất tốt. Các nền tảng truyền hình đều là những bộ phim truyền hình tranh giành để anh đóng vai chính. 4. Cung Tuấn ký hợp đồng dài hạn với công ty, hơn nửa sau khi nổi tiếng đã ký thêm thỏa thuận. 5. Với Nhất Bác và Triệu Lộ Tư sẽ nên duyên trong một bộ phim tình cảm, xác định sẽ khởi động vào đầu tháng 2 năm 2023. 6. Thể chất của Thái Tử Khôn rất khó tăng cân, anh có một khoảng thời gian mỗi ngày ăn khuya, chẳng những không tăng cân, ngược lại còn gầy thêm mấy cân, cơ thể còn rất dễ phù nề. 7. Lưu Vũ Ninh đã bị thương trong lúc quay dự án phim Nhất Nhiệm Quan Sơn cùng Lưu Thi Thi, nam diễn viên hiện đang ở nhà dưỡng thương. 8. Vợ kịch mới của Hồ Ca vẫn đang được tiếp xúc, trong đó quả thật có dự án chính kịch lịch sử, Trương Cư Chính của Tân Lệ Gia. 9. Dương Tử lúc tham gia hoạt động thường mang quà cho nhân viên. 10. Dương Dương hiện đang hẹn hò, chỉ là không muốn lên tiếng thừa nhận hay đáp trả truyền thông. 11. Châu Dạ cũng chính là Tiểu Hoa mà Hòa Tùng ủng hộ nhất. Dưới tình huống Hàn Tùng Kho trong tay còn chưa phát sóng, cũng đã bắt được một đống thương hiệu. Hòa Tùng rất coi trọng cô, có tài nguyên tốt đều ưu tiên cho cô. 12. Từ Lộ bây giờ có một số tài nguyên xuống cấp, rất khó để có được một kịch bản tốt. 13. Chính Ngọ với dự án Đại Giang Đại Hà 3, dự kiến khởi quay vào tháng 3, diễn viên chính vẫn là Vương Khải, Dương Thước, Động Tự Kiện, Dương Thái Ngọc. 14. Dương Mịch chuẩn bị ký hợp đồng mới. 15. Lưu Hạo Nhiên đặc biệt thích cùng Động Tự Kiện quay phim, hai người dùng chung một chiếc xe, suốt ngày đi cùng với nhau. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.